Những ngày qua, giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo Nhân dân lần thứ 38 đã diễn ra với những màn thi đấu sôi nổi và kịch tính. Bên cạnh những trận đấu mãn nhãn và hấp dẫn, thì hôm nay chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến quý vị những tấm gương vận động viên dù có hoàn cảnh đặc biệt nhưng các em vẫn luôn nỗ lực cố gắng trong tập luyện và thi đấu. Đó là vận động viên đến từ đội bóng bàn tỉnh Bình Dương. Ngay trước khi trận so tài giữa đội bóng bàn Bình Dương và đội bóng bàn Lâm Đồng diễn ra, phóng viên truyền hình Nhân dân đã có cơ hội được gặp gỡ với hai vận động viên nhỏ tuổi và đặc biệt này. Các em là Huỳnh Tiểu Di và Huỳnh Tiểu Bình thuộc đội bóng bàn Bình Dương. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải sống trong câu lạc bộ tình thương, nhưng Tiểu Di và Tiểu Bình luôn nỗ lực để học tập và rèn luyện. Với năng khiếu thể thao sẵn có, các em được Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao Bình Dương đào tạo trở thành vận động viên bộ môn bóng bàn. Lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn, các em dành nhiều thời gian để nghe giảng về chiến thuật thi đấu cũng như chuẩn bị sẵn sàng cho những trận đấu trước mắt. Đội bóng bàn của Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh Bình Dương thì có 6 em có xuất thân từ Trung tâm Nhân đạo quê hương, tức là các em là mồ côi, thiếu thốn cả về vật chất và tình cảm. Chính vì thế thì bộ môn bóng bàn của tỉnh thì cũng với mong muốn là thứ nhất là tìm kiếm tài năng thể thao cho bóng bàn tỉnh Bình Dương, thứ hai nữa thì biết đâu được thì sẽ đưa các em không thành danh thì cũng thành nhân, cho em có một cái gì đó để bước vào cuộc sống cho nó tốt hơn. Là những vận động viên trẻ tiềm năng, trong mỗi trận thi đấu, Tiểu Di và Tiểu Bình luôn có những cú đánh dứt khoát với kỹ thuật đẹp mắt. Tuy nhiên, do lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn mang tầm vóc quốc gia nên các em còn nhiều bỡ ngỡ và còn thiếu kinh nghiệm thi đấu, nên dù kết quả không được như mong đợi, nhưng đây sẽ là bước tạo đà cho các em ở những giải đấu sắp tới. Con thi đấu rất là muốn được gặp mấy anh chị. Con sẽ cố gắng trận sau. Con thấy dạng rất là vui. Con cảm ơn thầy, các cô chú, các bạn trong đây vì giúp đỡ con bóng bàn. Hy vọng rằng với tình yêu, niềm đam mê với bộ môn thể thao bóng bàn sẽ giúp Tiểu Di, Tiểu Bình có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và thử sức tại các cuộc thi lớn để tiếp tục phát triển năng khiếu, vươn lên trong cuộc sống, thi đua giành thành tích cao trong học tập và rèn luyện.